Hello cả nhà. Hiện giờ bên mình là đang vào mùa hè nên ở ngoài vườn rất là có nhiều rau quả và mình mới đi hái vào được một rổ dưa và cắt được một nắm hẹ. Thì mình hôm nay mình sẽ làm kim chi Hàn Quốc bằng dưa. Thì bây giờ ở đây mình có được 1,5 kg dưa, 50 g hẹ và 250 g đây là củ cải của Hàn Quốc và 250 g cà rốt. Nếu các bạn thích ăn thì cứ bỏ vào, còn không thích thì thôi. Chứ thật sự thì kim chi dưa nó không cần phải có củ cải Hàn Quốc. Mình chỉ bỏ đây tại vì mình đang ở nhà mình có nên mình bỏ vô thêm cho nó có nhiều màu đẹp ăn thôi. Chứ còn nếu mà các bạn có thì cứ làm, mà không có thì thôi, bỏ ra cũng được, không sao hết. Thì cứ rửa như vậy cho đến khi nào thì mình thấy nước nó sạch thì mình ngưng. Mình thấy là nước sạch thì mình ngưng thôi. Thì ở nhà mình trồng nên mình cũng không có cần phải rửa cho mà chắc này chắc nọ. Cái này là sau khi nó chút xíu cái eo. Dưa giống gì? Mình cắt cho vừa ăn thì chắc khoảng 2 lóng tay. Cái dưa này ngon mà nhìn nó ít, không có hột luôn, còn non. Ok, bây giờ dưa leo mình đã cắt xong rồi thì bây giờ mình sẽ ướp vào đây một muỗng canh muối cho dưa leo nó sầu xuống một chút xíu. Một tablespoon nữa nha, là 15 ml. Mình sẽ rắc lên đây và xóc nó lên. Nếu mà dưa leo nào các bạn mà mua về mà có nhiều hột thì các bạn có thể lấy hột ra, nhưng mà mình thích còn để hột đây nên mình thích hột nên mình để lại hột và ướp đây một tiếng đồng hồ. Mình sẽ trở lại và bây giờ mình đi làm nước sốt để mà ướp. Bây giờ mình sẽ làm nước sauce. Đây là mình có 50 g đường, 100 g nước tương. Nước tương thì mình xài loại hiệu này của Hàn Quốc nên mình cũng không nghĩ thì nó hơi lạc nên mình dùng 100 g. Đây là 50 g tỏi, 50 g gừng mình lấy muỗng mình nạo ra cho sạch, muỗng canh nước mắm. Ớt bột thì mình sẽ dùng một muỗng canh, đây là ớt màu. Cái này mình chỉ lấy cái hũ mình bỏ vô thôi, thường thường mình mua trong cái bọc. Và đây là mè mình đã rang sẵn,
mình sẽ xài 50 gram mè. Và đây là ớt. Mình không có ớt bột Hàn Quốc. Có sẵn loại này thì mình sẽ bỏ vào 2 muỗng canh. Thì tùy theo các bạn ăn cay hay là không cay thì mình sẽ bỏ vô tùy khẩu vị các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước tương vào trong nồi để đi nấu. 50 gram đường. Mình sẽ mở một bếp lên nấu. Bây giờ sôi rồi thì mình có thể cho vào đây một muỗng canh thuốc màu. Tắt lửa nha. 2 muỗng canh của nước sốt Hàn Quốc. Ớt. Nhưng mà nếu mà các bạn không thích ăn cay thì có thể giảm lại. Đây là một muỗng canh nước mắm, mình sẽ đổ vào đây. Nhưng mà nếu mà ai ăn chay á, thì không cần phải đổ vào. Rồi mình sẽ vậy hỗn hợp lên. Các bạn có thể nêm vào lúc này coi thử vừa ăn hay không. Mình sẽ để đó chờ cho nó nguội thì mình đi cắt rau quả của mình. Bây giờ cà rốt thì mình sẽ cắt ra, gọt vỏ và đi. Bây giờ thì mình sẽ xài cái này để mình bào cà rốt và mình sẽ gắn vào đây. Lúc mình bào gần hết á thì mình sợ đứt tay thì mình sẽ dùng cái này mình gắn vào. Củ cải thì mình sẽ bào vào luôn. Mình sẽ bỏ vào đây 1 teaspoon muối cà phê, 1 muỗng cà phê cái muối. Rồi chị dẫn sắp đều lên. Cái này thì nhỏ hơn thì mình ướp khoảng nửa tiếng là bắt đầu mình vắt nước. Rửa lại và vắt nước ra cho khô. Để đây cho nửa tiếng. Gừng và tỏi thì mình sẽ bỏ vào máy xay mình xay luôn. Xay giống gì là được rồi, mình không cần phải xay cho nhuyễn lắm đâu. Hẹ thì mình cắt khúc ra. Sau khi mình ướp muối vào đây nửa tiếng thì bắt đầu cà rốt và củ cải nó đã ra nước. Thì bây giờ đã được nửa tiếng rồi thì bây giờ mình sẽ rửa lại bớt mặn đi. Lúc mình rửa thì mình bóp nhẹ nhẹ cho nó ra bớt muối. Đây là nước thứ ba của mình rửa qua nước lạnh
Thì bây giờ mình sẽ dắt lại cho nó khô ráo. Mình sẽ dùng một cái khăn. Mình sẽ vắt. Giống như vậy. Mình cứ vắt cho đến hết. Dưa leo mình ướp đã 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ mình đã thấy nhiều nước ở dưới rồi. Đến lúc này thì mình đi xả nước. Mình rửa 2-3 nước cho nước muối nó ra cho khỏi mặn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào khăn để vắt nước. Dưa nó sẽ như gì? Các bạn cứ vắt như vậy cho tím hết thôi. Điều xong, bây giờ thì mình bắt đầu chuẩn bị đi trộn. Ok, bây giờ thì mình bắt đầu trộn nha. Mình sẽ bỏ dưa vào trong cái keo. Keo nào cũng được, mình không có keo lớn nên mình sẽ bỏ vào đây và trộn lên. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước sauce vào. Và trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây một muỗng canh dầu mè. Mình đổ vào 50g mè thì mình bây giờ mình sẽ đổ vào đây luôn. Tỏi và gừng xay mình bỏ vào luôn. Bây giờ tất cả mọi thứ đều bỏ vô rồi thì mình trộn đều lên và có thể ăn liền được. Nhưng muốn gia vị thấm hơn thì mình để 2-3 tiếng đồng hồ sau mình ăn. Giờ mình sẽ ăn thử một miếng coi thử nó vừa chưa. Nè, mấy bạn có nước sốt này nè, nước nó ra nè. Nước này không sao, nó đậm đà. Rất là giòn. Và rất là đậm đà, mình có thể ăn chung với cơm trắng không cũng ngon nữa. Bây giờ thì mình cứ đậy nắp lại và để ở ngoài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi xong rồi sau đó mình sẽ bỏ vào tủ lạnh. Nhiệt độ lạnh nó sẽ làm cho dưa nó mình càng giòn hơn nữa. Nếu các bạn thích món ăn này thì có thể share cho bạn bè hay là like cũng như ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn làm thành công và ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã ghé kênh nhà On Nhã.